Đây là số đầu tiên của Change Your Style và nhân vật ngày hôm nay đó chính là For all the times that you rain on my parade and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh boy, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want it. Xin chào tất cả các bạn, mình là Kending. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái cách đánh mà nó đã rất là phổ biến tại châu Âu, đó chính là cái cách đánh contour tạo khối. Nhưng mà để mà đánh tạo khối thì rất là khó, bởi vì kể cả ngay những cái người mà chuyên nghiệp á, thì người ta cũng có phải có những cái tiểu xảo, có những cái cách đánh để mà giúp cho cái khuôn mặt của mình trở nên thon gọn hơn. Và ngày hôm nay thì mình mong rằng là với những cái tip nhỏ của mình và một cách hướng dẫn cực kỳ chi tiết thì mình sẽ giúp cho các bạn đến gần hơn với việc sử dụng cách đánh contour này. Và một trong những cái sản phẩm mà mình sẽ giới thiệu ngày hôm nay đó chính là của City Color Contour and Correct. Đây là một cái sản phẩm Mark Store bình giá rất là bình dân thôi mà bạn có thể mua ở bất cứ đâu hoặc là có thể order với cái giá mà tầm từ 200 cho đến 300 thì nó rất là vừa với túi tiền của chúng ta. Thì chúng ta hãy sử dụng sản phẩm này để make cho khuôn mặt mỗi ngày hôm nay nhé. Ngày hôm nay thì Kending sẽ vừa làm vừa nói vừa hướng dẫn cho các bạn cái cách mà chúng ta sẽ trang điểm như thế nào. Thế nên là có lẽ là mình sẽ hơi bị bốc một chút nhưng mà mong là các bạn sẽ bỏ qua những cái đấy. Thì đối với một cái khuôn mặt như thế này thì chúng ta có thể để ý rằng là bạn ấy có mắt một mí. Có những cái người thì người ta thích mắt hai mí, nhưng mà đôi khi thì Kending nghĩ rằng là mắt một mí cũng có những cái điểm riêng. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm cái clip với một cái khuôn mắt nó tròn hơn. Đầu tiên là kể cả bạn có trang điểm như thế nào thì việc đầu tiên bạn phải sử dụng đó là nước hoa hồng. Cái nước hoa hồng nó sẽ giúp cho bạn làm sạch hết lỗ chân lông và làm sạch hơn cái bề mặt da. Thì chúng ta sẽ lau từ trong ra ngoài theo chiều như thế này. Đã thay đổi cái mặt của cái bông. Sạch toàn bộ khuôn mặt. Trước đấy thì bạn nên nhớ là mình tốt nhất là nếu như mình muốn trang điểm mà nó đẹp hơn ấy thì bạn nên tẩy da chết và sử dụng sữa rửa mặt. Thì nó sẽ khiến cho cái làn da của bạn trở nên mềm mại hơn, thì nó sẽ giúp cho một cái lớp nền nó mướt và nó mịn. Sau đấy cái nước hoa hồng thừa thì các bạn nên lau xuống cổ nữa. Đối với những cái khuôn mắt mà mình phải trang điểm đậm và dùng nhiều phấn thì đối với những cái bạn mà không chuyên lắm thì chắc chắn sẽ xảy ra cái tình trạng là nó sẽ bị rơi cái bụi phấn xuống cái khuôn mặt. Chính vì vậy nên là chúng ta sẽ xử lý vùng mắt trước. Thì khi mà xử lý cái vùng mắt ấy thì chúng ta sẽ dùng cái kem mắt để mà giúp cho cái phấn mắt nó sẽ bám vào trên cái bầu mắt hơn. Mình sẽ tán đều toàn bộ cái kem mắt khắp cái bầu mắt. Chúng ta sẽ xử lý cái khuôn mắt này trước. Nó sẽ cần đòi hỏi một chút khéo tay, một chút tinh tế của các bạn nữ. Bởi vì cái việc đánh mắt từ một mí thành hai mí này nó không có phải là quá khó, nhưng mà chắc chắn là nó cũng không phải là quá dễ. Nâng mắt lên nhé. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng một cái màu, nó là màu trung tính cho toàn bộ bầu mắt để làm cho cái khuôn mắt nó cảm giác là được sâu hơn. Các bạn có thể nhìn thấy một chút màu mắt thôi có một cái sự khác biệt này. Thế này cũng như vậy, chúng ta hãy tán nhẹ lên toàn bộ bầu mắt thôi. Thì các bạn có thể thấy rằng là khi mà mình sử dụng cái kem mắt á thì nó sẽ khiến cho cái phần mắt này nó bám rất là tốt. Nó không xảy ra cái hiện tượng bị rơi hoặc là nó không đều trên màu mắt của mình. Khi mà mình vừa trang điểm xong rồi mình vừa phải nhìn mẫu và vừa phải nói ấy, thì nó sẽ rất là dễ khiến cho mình nó bị vấp và không được tập trung. Nhưng mà mình mong rằng là các bạn vừa nhìn vừa nói thì cũng có thể hiểu được cái việc mà mình đang make cho mẫu như này.
mình sẽ bắt đầu, đây là cái bước quan trọng nhất. Đó là khi các bạn nhìn vào một cái khuôn mắt mà một mí như này, các bạn sẽ vẫn thấy được cái mí mắt giả ở đây này. Thì các bạn sẽ tô nhẹ vào cái phần mí mắt giả đó và lấy một cái điểm đấy để mình sẽ kẻ. Đây các bạn sẽ nhìn thấy cái mà Canning đang ấn là như này. Đây chính là cái mí mắt giả của mình. Và mình sẽ tạo cái mí mắt giả đấy bằng cái việc đánh phấn, tạo cho nó một cái hốc mắt mới. Và khi mà mình mở mắt lên thì nó sẽ cực kỳ tự nhiên. Các bạn hãy để ý mình làm nhé. Các bạn sẽ làm, các bạn sẽ kẻ cái phần hốc đấy xuôi theo chiều mắt, cắt tại một điểm từ đuôi mắt cho đến cái phần hốc mắt bên dưới, cắt tại một điểm như thế này. Đấy, các bạn sẽ cảm thấy là nó sẽ bắt đầu xuất hiện một cái mí dạ ở đây, nhìn thấy rất là lạ và rất là hay. Nhắm mắt nhé. Cái cách mà các bạn dùng cái chỉ kẻ như này ấy, thì nó sẽ vừa dễ cho các bạn vừa định hình được cái màu mắt, cái mí mắt mới của mình. Mà kể cả như là nó có sai chăng nữa thì các bạn có thể lau nó đi rất là dễ dàng. Đây, các bạn nhìn nhé. Đó, không, cái sự khác biệt rất là lớn rồi. Thực ra nhìn thì khó thôi, nhưng mà nếu như các bạn làm cẩn thận một chút thì nó cũng sẽ rất là đơn giản. Và tiếp theo đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái gel kẻ mi. Thì đối với cái gel kẻ mi này á, chúng ta hãy dùng một chút dầu để làm cho cái gel của nó mềm hơn. Và khi bạn kẻ như này, bạn sẽ cảm thấy được cái độ mướt của cái gel kẻ mắt đấy. Đối với cái khuôn mắt như này thì chúng ta sẽ kẻ mi trong toàn bộ cái khuôn mắt này, và theo cái chiều của khuôn mắt thì nó sẽ làm nó tự nhiên hơn. Các bạn hạn chế cái việc là vẽ vẩn lên, bởi vì khi các bạn nhìn ngước lên ấy, nó sẽ bị toàn bộ cái phần thịt này nó đè xuống và nhìn như thế rất là xấu. Cái nền mà Canning dùng đó là của Makeup Forever. Và cái quan trọng là khi mà các bạn sử dụng một cái loại nền nào đấy thì các bạn phải sử dụng cái tông màu nó chỉ chênh với tông da của bạn từ 1 đến 2 tông thôi, đừng bị trắng quá.
thì mình đang mix hai màu số 32 và số 38 cho da của bạn mẫu. Thì các bạn chỉ cần tán một lớp nền thật là mỏng thôi, tại vì tí nữa thì mình sẽ sử dụng cả tạo khối nữa. Chúng ta thoa kem lên trên toàn bộ khuôn mặt. Bởi vì cái sử dụng cái Face and Body của Makeup Forever thì nó đã là một cái loại kem nó rất là mướt và nó có 70% là nước rồi, nên là bạn sẽ cảm thấy rằng là cái việc tán lên nó sẽ rất là thoáng mọng và nhẹ nhàng. Và đây sẽ là cái phần quan trọng nhất của cái clip này, đó là việc sử dụng như thế nào cái Contour and Correct này. Thì không phải ai cũng sẽ tạo khối giống như nhau. Khi mà các bạn nhìn vào trên gương á, thì các bạn phải hiểu rõ cái khuôn mặt của mình. Khi mà các bạn muốn cho khuôn mặt của mình nó thon gọn như thế nào và nó nổi bật ở phần nào, thì đối với cái khuôn mặt mẫu như này thì chúng ta sẽ xử lý cái phần hàm này, cái phần cánh mũi này, cái phần trán này và cái phần gò má này. Nó sẽ giúp cho toàn bộ những cái phần xung quanh này nó thu hẹp lại, và những cái phần này, sống mũi này, nhân trung này, cằm này, phần chữ T này, cái phần gò má ở phần bên trên này sáng lên, nó sẽ làm cho cái khuôn mặt của bạn trở nên nhìn được bắt sáng hơn, có sức sống hơn, và nó sẽ bổ trợ với cái việc là làm cho cái vùng tối này nó càng tối hơn, thì nhìn nó sẽ làm cho khuôn mặt rất là thon gọn. Thì khi mà bạn sử dụng ấy, thì ở trong cái bộ này nó sẽ có 3 màu chính, cái màu nâu đậm này, nâu vừa và cái màu highlight sáng. Thì thường thì Candice thường sử dụng cái màu bronzer, cái màu nâu vừa hơn, bởi vì như thế thì nó sẽ giúp cho các bạn tán nó vừa tay hơn. Đối với những cái người mà đánh không chuyên nghiệp lắm thì các bạn hãy làm giống như mình nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải định hình với cái sống mũi của mình. Các bạn phải kẻ những cái đường ngắn thôi để mà làm cho hai cái đường sống mũi nó phải thẳng ra, chứ đừng vẽ một đường luôn thì chắc chắn là rất nhiều người sẽ rất dễ bị lệch. Đấy là cái mà Candice thấy của những cái bạn mà không chuyên lắm. Chúng ta sẽ bắt đầu kẻ từ cái phần hốc mắt này, từ chân mày đi xuống. Toàn bộ cái phần này cũng sẽ là cái phần chúng ta làm cho nó sâu lại. Bởi vì mũi cao thì có nghĩa là phải có hốc mắt. Rất nhiều người bỏ qua cái phần đấy, chúng ta chỉ tạo một cái sống thôi và chúng ta không tạo hốc mắt, thì nó sẽ nhìn nó không được hài hòa, nó không được cân đối. Chúng ta làm hai bên cùng một lúc thì nó sẽ khiến cho cái việc tạo sống mũi nó sẽ được cân và đều hơn rất là nhiều. Ai mới đầu mà khi làm ấy đều rất là lúng túng trong cái việc tạo sống mũi, bởi vì nó cũng khá là khó. Các bạn không những phải làm cho nó cân mà phải làm cho cái lượng kem da và đánh trên mặt nó phải đều nhau. Thank you.
xong trên khuôn mặt của mẫu. Và bây giờ là một cái phần rất là khó, đó chính là việc chúng ta phải tán như thế nào. Thì ở đây có hai loại mút. Một mút sẽ dùng để tán màu nâu và một mút sẽ tán những cái vùng sáng trước. Thì chúng ta sẽ tán những cái vùng màu nâu trước và chúng ta sẽ tán từ trong từ ngoài vào trong. Chúng ta sẽ tán đều tay và dặn như này. Khi mà cái mút ấy, thì chúng ta sẽ phải dùng cái xịt khoáng để xịt lên, hoặc là chúng ta phải bốc nước để cho cái mút nó mềm. Và những cái mút mà nó tốt một chút, nó sẽ khiến cho cái việc tán của chúng ta dễ dàng hơn. Như các bạn có thể nhìn thấy thì bắt đầu cái màu nâu ấy, nó sẽ bắt đầu được tán đều ra. Và nhìn nó sẽ tự nhiên hơn rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta đừng làm quá tay, chúng ta chỉ làm đúng đến những cái phần mà chúng ta muốn tán thôi. Rồi sau đó thì cái màu trắng, những cái màu highlight trắng như này, nó sẽ làm những phần việc còn lại. Nếu mà chúng ta làm tán lên quá nhiều thì nó sẽ làm cho cái khuôn mặt, toàn bộ cái khuôn mặt chúng ta nó sẽ bị tối đi, và nó sẽ không còn rõ được cái phần mà chúng ta muốn làm thon gọn này nữa. Cái vùng mà bạn đánh cái bronzer, đánh kem màu nâu thì bạn sẽ phải phủ phấn nâu lên trên đấy để nó sẽ giúp cho cái lớp nền nó sẽ được đẹp hơn và nó tự nhiên hơn. Và để cho khuôn mặt thật sự là hoàn hảo thì chúng ta sẽ phải sử dụng highlight. Thì highlight của MAC là một trong những cái sản phẩm mà Ken cực kỳ thích, bởi vì cái nhũ của nó hơi kiểu vàng đồng, nên là nhìn nó rất là tự nhiên, và khi mà bạn ra ngoài trời ấy, nó sẽ rất là bắt sáng. Thì bạn sẽ sử dụng vào vùng chữ T. Bạn chỉ cần tán nhẹ thôi, đừng làm quá, bởi vì nếu như là bạn cho quá nhiều ấy thì khuôn mặt nó sẽ ra ngoài, nó sẽ cảm giác như nó hơi bị bóng và nhẫy một chút đó, phần gò má. Và cái khi mà sử dụng highlight nó sẽ khiến cho cái khuôn mặt của mình nó căng bóng hơn. Bạn chỉ cần phẩy nhẹ thôi và sử dụng cái đầu chổi như thế này sẽ rất là tiện. Thấy được cái sự khác biệt ngay lập tức, khuôn mặt sẽ rất là nổi lên một chút ở nhân trung, nó sẽ làm cho cái đôi môi của mình trở nên dày hơn rất là nhiều. Bạn sẽ có thể thấy được cái hiệu ứng ngay lập tức. Và bước cuối cùng là mình sẽ sử dụng Son City Color B Matter Lipstick màu số M7 Cappuccino. Đây là một màu cực kỳ tây mà mình rất là thích. Vậy là mình đã hoàn thành xong tất cả các bước để có một khuôn mặt hoàn hảo. Và chúng ta sẽ xem thành quả cuối cùng nhé. À, và các bạn nhớ là hãy đón xem những cái tập sau của Change Your Style nhé. Tạm biệt các bạn. Tiffany jealous. You say I give it to you.